Nếu Nam em bị chặn Facebook và TikTok cuộc sống có khó khăn. Hoa khôi Nam em đã đến làm việc lần hai với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội. Kết quả Nam em bị xử phạt 10 triệu đồng. Trong buổi làm việc lần thứ nhất vào tháng 3 năm 2024, Sở đã khuyến cáo Nam em nếu tái phạm hành vi vi phạm hành chính sẽ bị xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Sau buổi làm việc, Sở sẽ kiến nghị lên Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với hai tài khoản Facebook và TikTok của Nam em. Trong những tháng gần đây, Người đẹp livestream bất chấp, cung cấp thông tin gây hoang mang trong dư luận. Bà xã hữu cường đã phát ngôn thiếu kiểm soát và kể những câu chuyện bâng quơ không có tên tuổi cụ thể người được nói đến. Đáng chú ý, vào buổi livestream vào tối 16 tháng 3, nam em đã leo ra ban công khi mở livestream mà không nói gì. Sau ngân hàng. Nhiều lần livestream, khán giả chỉ thấy người đẹp tạo tranh cãi, cố tình gây sự chú ý. Nam em livestream để đánh bóng tên tuổi hay để kiếm tiền. Khi xuất hiện trên nền tảng TikTok, nam em sẽ nhận quà từ khán giả những món quà này sẽ quy đổi thành tiền mặt bên cạnh đó nam em từng tiết lộ đã ký hợp đồng với một công ty để lên mạng livestream kiếm tiền người đẹp còn dự định sẽ bán nước hoa online nếu bị khóa các tài khoản nam em sẽ ra sao khi sở đề xuất chặn hai tài khoản facebook và tiktok của nam em phần đông khán giả đều đồng tình bởi vì khán giả có sở thích giải trí tích cực nhiều hơn những điều gây sóng gió chặn facebook và tiktok là biện pháp gian đe mạnh đối với hoa khôi nam em để cô không cung cấp thông tin gây hoang mang không sa đà vào drama gây ảnh hưởng đến người khác khi tài khoản facebook và tiktok bị chặn người đẹp sẽ mất đi phương tiện kết nối với người hâm mộ từ đó công việc của cô sẽ bị ảnh hưởng lớn ngoài ra nam em sẽ mất đi một phần thu nhập khi không được livestream quan trọng hơn là cơ hội quay lại showbiz của bà xã hữu cường sẽ trở nên bế tắc vì không ai dám mời một người tiêu cực đến chương trình của mình thế nhưng những người yêu mến nam em rất mong cô bình tâm trở lại sống hướng tới những điều tích cực hơn các bạn nghĩ sao về điều này hãy để lại bình luận cho kênh việt tin nóng được biết nhé